Thưa quý vị, cao tốc La Sơn-Túy Loan có tổng chiều dài trên 77,5 km, hiện hoàn thành 66 km đoạn La Sơn-Hòa Liên. Riêng 11,5 km đoạn Hòa Liên-Túy Loan vẫn chưa được triển khai thi công. Nhiều năm qua, người dân hai bên đường đi qua xã Hòa Sơn, Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang phải sống trong lo âu, khổ sở vì dự án chậm tiến độ. Ngôi nhà sọc xẹt tạm bợ này là chỗ trú ngụ của 8 thành viên trong một gia đình. Nhà xuống cấp, mất an toàn, nhất là mùa mưa bão. Tuy nhiên, gia đình cũng chỉ chằng chống để nhà khỏi bị đổ. Chủ hộ, chị Lê Thị Nại chia sẻ, nhiều lần chính quyền cùng ban quản lý dự án đến đo đạc, dịch chuyển vị trí bị ảnh hưởng do mở rộng đường. Nhưng đến nay người dân vẫn còn mơ hồ về dự án. Chị lúc đang cọc ở đây, lúc đó cọc ở đó, lúc đó cọc tút phía sau đó. Phía sau rồi nhổ đi lại đóng lại. Cứ đóng đi đóng lại đó. Thành ra cuối cùng bọn em dân là bọn em chết. Nhà không làm được, không có nhà để mà ở. Lượng xe lớn, lượng xe to nó chạy qua. Nhà mình sát đường là cái sự rung chuyển của đất đai, tất cả một cái nó rò trong hàng ngày thế. Trước nguy cơ sạt lún nhà ở cùng với nắng bụi, mưa bùn, mỗi khi có xe tải đi qua, người dân dọc tuyến đi qua địa bàn hai xã Hòa Sơn, Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang rất mong mỏi biết sớm thông tin về di dời giải tỏa để ổn định cuộc sống. Được biết đoạn đường Hòa Liên Túy Loan có tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng. Dự án trên có 1.302 hồ sơ thuộc diện đền bù giải tỏa, dự kiến hoàn thành năm 2025. Tuyến Hòa Liên Túy Loan đi vào khai thác thì sẽ kết nối luôn 4 làn xe thông với Nam Hải Vân, nối thẳng ra cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi các tỉnh phía Nam.